Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một siêu phẩm siêu lướt của nhà anh em. Đó chính là Vitbilan 401 siêu lướt. Rồi thì hôm nay mình sẽ chỉ ra những cái điểm mà tiết kiệm cho anh em khi anh em mua con xe lướt với là một con xe mới nha anh em. Thì con này bên mình đang bán là 155 triệu. Để mình coi ô đồ một cái nha, chừng một giây. Ô đồ hiện tại đang là đây anh em, 5656, 5656 nha anh em. Đó, ô đồ 5656. Thì con này hiện tại bên mình đang bán với giá là 155 triệu. Xe mới đang khoảng là 165 triệu nha anh em. Xe mới đang ưu đãi giảm giá 206 còn 165 triệu. Thì anh em chơi con này tiết kiệm hơn được khoảng 30 triệu so với xe mới nha. Con này là biển Sài Gòn sẵn luôn anh em. Đó, anh em mua về chỉ việc đổ xăng chạy thôi. Thì Cái này. Rồi thì những cái đặc điểm mà đáng ăn tiền trên con Vitbilan 401 này nha anh em. Thì đầu tiên mình sẽ nói về cặp phục đi. Đây, đó, anh em có thể coi cặp phục rất là đáng ăn tiền của thằng Vitbilan. Úp xe đao nha anh em, 43mm Big Piston. Đó, phục cực kỳ bự luôn. Anh em chạy con này phải nói là cực kỳ êm. Đó, ghi đông cà phê racer, cực kỳ đẹp, cực kỳ cá tính cho anh em nào mà thích cái phong cách cà phê racer. Đó, ngồi rất là đẹp nha anh em, tư thế rất là đẹp. Mình đây là mình 1m69, 1m7 đi. Đó, ngồi chống chân vẫn là vô tư. Và rồi, tiếp theo thì Vitbilan 401 được trang bị khung sườn mắt cáo nha anh em. Nhìn là cực kỳ bắt mắt luôn. Đó, anh em nhìn vô có thể thấy là nó lộ hẳn ra bên ngoài luôn, rất là đẹp. Trọng lượng là cực kỳ nhẹ luôn, chỉ 155kg thôi. Rất là nhẹ. Này, mình dắt cho anh em xem. Đó, dắt tới dắt lui rất là nhẹ nhàng luôn nha. Và một điểm đáng ăn tiền của Vitbilan 401 là có quýt ship có sẵn thôi nha anh em. Hai chiều luôn, lên và xuống quýt ship có sẵn. Ngoài ra con này còn được trang bị nồi chống trượt nữa. Đó, thì anh em có thể mà đi tour hoặc là đi phố gì đó, anh em dùng số gấp thì nó sẽ không bị khóa bánh sau của anh em lại. Rất là hay, điểm rất là ăn tiền nha, không phải là con 400cc nào cũng có đâu. Rồi, cảm ơn anh em. Thì con này hiện tại bên mình đang có sẵn. Đó, Odo 5656 đang có sẵn tại số 65 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, thành phố Thủ Đức. Thì tiết kiệm hơn xe mới là 30 triệu nha anh em. Anh em nào mà đang quan tâm dòng xe 401 Cafe Racer này thì cứ liên hệ với mình nha. Mình hỗ trợ anh em xem hết mình, chạy thử luôn nha anh em, có xe chạy thử luôn nha. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi ha, thì mình cũng nói sơ cho những anh em chưa biết về dòng xe Vitbilan 401 này. Thì đây là một hãng xe đến từ nhà Husqvarna, hãng xe của Thụy Điển nha anh em. Đó, thì con này được xài sử dụng chung động cơ với là đúc 390. Đó, một máy trái 89. Đó, anh có thể xem phần máy là có khắc logo của Husqvarna luôn. Form là form Cafe Racer, rất là đẹp. Anh em có thể xem. Đầu đèn tròn nha anh em, đây. Đó. Đầu đèn tròn, full LED, đây mình bật chìa khóa cho anh em xem. Đó. Đây, khi mà anh em bật chìa khóa lên nó sẽ có một dãy đèn daylight luôn luôn sáng. Thì khi anh em để máy lên, đó, thì cái đèn nó sẽ sáng, luôn luôn sáng nha anh em. Đèn full LED, xi nhan cũng full LED luôn. Đây, đó, xi nhan trước sau đều full LED. Bình xăng 9 lít rưỡi nha anh em, 9 lít rưỡi, khắc logo 401 rất là đẹp. Đây, xi nhan sau full LED, đèn hậu full LED Vitbilan. Đó, rất là đẹp. Đây, thiết kế của thằng Vitbilan này là rất là đẹp nha anh em. Đây, ghi đông nè, khắc logo nè, bình xăng nè,
khắc logo này đó, Vinland đó. Còn phục này là phục WB ABS, rất là ngon luôn, cực kỳ êm ái. Đồng hồ chuẩn classic, đồng hồ tròn đây đó. Con này đi rất là tiết kiệm xăng luôn nha anh em, khoảng 35 cây một lít thôi, cái nước cực kỳ lớn luôn. Và được trang bị đặc biệt đó là nồi chống trượt, cút ship thì có sẵn luôn, anh em chơi con này không còn phải lăn tăn. Đó, tiết kiệm hơn xe mới tới 30 triệu nha anh em. Xe mới bây giờ lại đang giá là 165 triệu lăn bánh Sài Gòn luôn, rơi vào khoảng tầm 180 triệu đó. Thì anh em chơi con này anh em tiết kiệm hơn được khoảng tầm 30 triệu, rất là ngon luôn. Rồi anh em nào mà đang quan tâm cái mẫu xe này thì cứ việc liên hệ mình hỗ trợ tư vấn cho anh em hết mình nha. Cảm ơn anh em.